Màn trình diễn siêu hạng của cầu thủ nhỏ con mang áo số 37 bên phía Manchester United. Anh đột phá vượt qua 3-4 cái bóng áo cam rồi tung ra cú sút hiểm hóc tung lưới của Wolverhampton đem về chiến thắng nghẹt thở 4-3 cho đội khách. Khó ai có thể tin rằng cậu bé ấy mới bước sang tuổi 19 khi ghi siêu phẩm để đời này. Nhưng rất nhiều người sau khi nhìn thấy phong thái thi đấu đĩnh đạc và tự tin như vậy đã rút ra một kết luận rằng cậu ta rồi sẽ bước ra ánh sáng trong tương lai gần. Và quả thực như vậy, Kobbie Mainoo, người đã ghi bàn thắng rất đẹp ấy, vừa qua đã được huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh điền tên vào đội hình sơ bộ cho chiến dịch Euro 2024. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua từ cái đêm định mệnh nơi họ thua trận chung kết tại Wembley, Tam sư sẽ lại cùng với nhau bước vào thử thách mới trên đất Đức. Tuy đã phần nào đưa tuyển Anh trở lại với bóng dáng của một ông lớn, nhưng Southgate chưa bao giờ được đánh giá cao chính bởi vì cách dùng nhân sự của mình. Đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Southgate, và thật may là ông đang có trong tay thế hệ vàng ròng của Tam sư hiện tại, đủ sức giúp họ phục hận đêm Wembley đáng quên kia. Thủ môn Jordan Pickford. Không chơi cho một ông lớn thực sự nào ở Premier League, nhưng vẫn phải công nhận rằng Pickford thực sự xuất sắc. Một mùa giải mà Everton vẫn phải nằm trong top những đội bóng trụ hạng và còn đối diện với những lùm xùm liên quan đến trừ điểm. Tuy nhiên phải khẳng định rằng, nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn này, The Toffees đã có thể chìm sâu hơn ở dưới đáy bảng xếp hạng. Điều mà Jordan Pickford hơn hẳn so với những người như là Sam Johnstone hay Aaron Ramsdale chính là kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh đã là chốt chặn số 1 trong khung gỗ của Tam sư từ World Cup 2018 cho đến nay. Trong bối cảnh Ramsdale mất suất bắt chính ở Arsenal vào tay của David Raya, cùng với đó là việc Johnstone bị đe dọa vị trí bởi Dean Henderson ở Crystal Palace, suất bắt chính khó lòng thoát khỏi tay của Pickford. Ở tuổi 29, thủ môn này đang đạt độ 9 của sự nghiệp và một màn trình diễn tốt nếu như giúp tuyển Anh tiến sâu ở Euro có thể là bệ phóng cho anh chuyển đến một câu lạc bộ danh tiếng hơn sau 7 năm khoác áo Everton. Hậu vệ phải, Kyle Walker. Walker vẫn sẽ là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Gareth Southgate, đơn giản vì cánh phải của đội tuyển Anh trong 10 năm qua là nơi để hậu vệ của Man City tung hoành. Anh không có đối thủ ở vị trí này, dù cho đó có là những Alexander-Arnold, Kieran Trippier hay Reece James thời đỉnh cao phong độ. Một lựa chọn khác mang tên Ben White cũng có thể là sự cạnh tranh với Walker, nhưng Southgate vẫn đang ngó lơ hậu vệ thuộc biên chế của Arsenal. Walker được lựa chọn vì hậu vệ này có khả năng công thủ toàn diện. Đây là một điểm yếu đã nhiều lần khiến cho Alexander-Arnold mất điểm khi thi đấu cho Liverpool. Ngoài ra, tần suất chấn thương của hậu vệ 34 tuổi cũng là rất thấp, một điểm cộng vượt trội nếu so với bệnh binh Reece James hiện tại. Walker cũng phù hợp đá trong nhiều đội hình khác nhau với việc có thể đảm nhiệm cả vị trí trung vệ lệch phải nếu như Southgate xoay đội hình sang đá ba trung vệ, là điều mà Kieran Trippier không thể sánh ngang. Đây có thể sẽ là giải đấu lớn cuối cùng với hậu vệ sinh năm 1990 này và anh chắc chắn muốn chia tay đội tuyển bằng chiếc cúp bạc Euro. Trung vệ John Stones. John Stones thực tế không có nhiều đất diễn ở mùa giải năm nay tại Man City khi họ có quá nhiều cái tên chất lượng nơi hàng thủ. Tuy nhiên, sự đa năng của cầu thủ 29 tuổi còn được thể hiện ở việc anh có thể dâng cao chơi như một tiền vệ phòng ngự lùi sâu, đồng thời trợ giúp những Rodri hay Kovacic trong việc cầm nhịp và triển khai tấn công. Quan trọng nhất ở đội tuyển Anh là đã từ lâu trung vệ thuộc biên chế của Man Xanh là mảnh ghép không thể thay thế. Trên thực tế, vị trí trung vệ có lẽ là cơn đau đầu lớn nhất của Gareth Southgate cũng như vị trí khiến các cổ động viên của Tam sư lo lắng nhất sau những trận giao hữu mới đây. Chứng kiến sự thể hiện lóng ngóng của những Ezri Konsa hay Lewis Dunk, chấn thương dài hạn của Tyrone Mings, những cầu thủ trẻ như là Jarrad Branthwaite hay Fikayo Tomori vẫn chưa có nhiều cơ hội để thể hiện. Có lẽ sẽ lại là một giải đấu lớn nữa mà Stones bắt cặp với đối tác ăn ý sau đây ở trung tâm hàng phòng ngự Tam sư. Trung vệ Harry Maguire. Thi đấu ở hai đội bóng đối địch cùng thành phố, nhưng khi lên tuyển thì Stones và Maguire lại trở thành cặp bài trùng đã gắn bó với tuyển Anh từ năm 2018 cho đến tận bây giờ, trải qua 3 giải đấu lớn với rất nhiều những thành công. Với riêng cựu đội trưởng của Manchester United, mùa bóng này có lẽ chính là nơi anh lột xác để đập tan những chỉ trích nhắm vào mình. Tưởng chừng như đã khăn gói rời Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, nhưng Harry Maguire cuối cùng đã ở lại và cống hiến phong độ cực kỳ cao ở mùa giải năm nay. Trong bối cảnh Manchester United chịu cơn bão chấn thương ở hàng thủ, thì sự ổn định của Harry Maguire trong mỗi lần ra sân lại là cứu cánh cho niềm tin nơi các Manusian, những người từng ghét bỏ anh chỉ mới vài tháng trước đó. Phong độ xuất sắc đến mức trung vệ cao 1m94 giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 11
khi tập trung đội tuyển. Nếu không có những chấn thương buộc Harry Maguire phải rút lui như đợt triệu tập vừa qua, anh chắc chắn sẽ là lựa chọn số 1 để hợp với John Stones thành cặp trung vệ thép. Cả hai đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp và sau khi đã rất gần những vinh quang trong nhiều giải đấu gần đây, Euro 2024 là cơ hội không thể tốt hơn giúp họ khẳng định được đẳng cấp của bản thân mình. Hậu vệ trái Luke Shaw. Dù vẫn đang chấn thương, nhưng Luke Shaw vẫn được Gareth Southgate điền tên vào danh sách sơ bộ của Tam Sư. Bàn thắng vào lưới Italia trong trận chung kết Euro 2020 như lời khẳng định về một Luke Shaw công thủ toàn diện mà người Anh may mắn có được ở hành lang cánh trái. Rõ ràng nếu cầu thủ của Manchester United khỏe mạnh, không ai có thể thay anh chấn giữ vị trí này. Ben Chilwell của Chelsea đã bị loại khỏi danh sách sơ bộ, biến Shaw trở thành hậu vệ thuần cánh trái duy nhất được triệu tập. Trippier có thể được đẩy sang cánh trái, nhưng rõ ràng là điều này chỉ xảy ra khi nào Shaw không đảm bảo được thể lực để ra sân. Chỉ mới 29 tuổi, có thể khẳng định là trong ít nhất 3 giải đấu lớn nữa, hậu vệ này vẫn sẽ là lựa chọn số 1 bên phía cánh trái mà Tam Sư có thể yên tâm về chất lượng. Chính vì vậy, cả 4 cái tên được liệt kê ở hàng hậu vệ này sẽ hợp với thủ thành Jordan Pickford có giải đấu lớn thứ 3 liên tiếp sát cánh bên nhau để hợp thành tuyến phòng ngự của đội tuyển xứ sương mù. Tiền vệ phòng ngự Declan Rice. Gạch tên của bom tấn Arsenal ra khỏi đội hình xuất phát của đội tuyển Anh lúc này sẽ là một tội ác, bởi có lẽ chẳng ai có thể phủ nhận rằng anh chính là bản hợp đồng thành công nhất nhì ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay. Hòa nhập quá tốt với tập thể mới Arsenal, Rice trở thành mảnh ghép tối quan trọng góp phần giúp pháo thủ bay cao ở cả đấu trường quốc nội lẫn tiến vào tứ kết Champions League tính cho đến hiện tại. Khả năng đánh chặn, phân phối bóng cũng như những đường truyền dài thương hiệu vẫn được anh chàng này thể hiện như ở thời điểm còn khoác áo West Ham. Cùng với đó là kỹ năng dứt điểm cũng như sút xa đã có đất diễn hơn kể từ khi chuyển đến phía Bắc London, khi được sát cánh bên cạnh những cầu thủ có đẳng cấp cao hơn. Rice đã chứng tỏ được rằng anh chính là mẫu tiền vệ đánh chặn lý tưởng bởi sở hữu cả thể hình, sức mạnh lẫn kỹ thuật. Anh chính là một trong những cầu thủ khả năng cao nhất sẽ chắc chắn có một vị trí xuất phát trong tập thể tuyển quốc gia. Và việc của Southgate lúc này sẽ là tìm ra bộ khung tuyến giữa thích hợp cho đội hình của mình. Tiền vệ trung tâm Kobbie Mainoo. Bàn thắng mở đầu video chính là một trong những lý do Mainoo đã chiếm được lòng tin của huấn luyện viên Gareth Southgate và được ông thầy này triệu tập vào danh sách sơ bộ của đội tuyển Anh. Cầu thủ sinh năm 2005 đã có nhiều đất diễn hơn trong mùa giải năm nay dưới thời của Erik ten Hag, cho dù phải công nhận rằng Manchester United đã trượt dốc khá nhiều so với chính họ của năm trước, thì đóng góp của Kobbie Mainoo vẫn là rất lớn. Cậu đã phần nào giúp cho tuyến giữa của Quỷ Đỏ trở nên chắc chắn hơn, là điểm sáng lớn nhất trong lúc những Casemiro hay Eriksen đã đi xuống phong độ rõ rệt vì lý do tuổi tác. Jordan Henderson, người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn bậc nhất đội tuyển đã không được Southgate điền tên cho chiến dịch Euro. Vì vậy, Kobbie Mainoo nghiễm nhiên lại trở thành quân bài thú vị, có khả năng cao được đá cặp cùng với Declan Rice ở trung tâm hàng tiền vệ. Khả năng của cầu thủ 19 tuổi đã được chứng minh qua những gì anh thể hiện tại Manchester United mùa vừa rồi và đấu trường Euro hoàn toàn có thể trở thành nơi để tiền vệ này thử lửa và trưởng thành. Tiền vệ trung tâm Jude Bellingham. 103 triệu euro của Real Madrid đáng đến từng xu khi họ vừa chiêu mộ được một cỗ máy tuyến giữa, vừa có được một chuyên gia giải cứu đội bóng ở những giờ phút quan trọng nhất. Bellingham đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới La Liga với 16 bàn thắng, dù anh là một tiền vệ trung tâm. Điều này làm bất ngờ ngay cả khi chúng ta biết rằng anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của thế hệ bóng đá mới. Khả năng của Jude Bellingham đã được khai phá triệt để chỉ khi anh gia nhập Santiago Bernabeu và nó có ích rất lớn ở cả đội tuyển quốc gia, nơi mà Gareth Southgate đang chứng kiến cuộc thay máu lớn ở tuyến tiền vệ. Nhân tố thường được tin tưởng trước đây là Mason Mount, nay thì đã mất hút từ khi sang Manchester United. Trong khi đó, Jude Bellingham thực tế đã có suất đá chính ở Tam Sư tại World Cup 2022 và còn là người ghi bàn thắng mở màn chiến dịch. Phong độ cao hiện tại đảm bảo chắc chắn một vị trí ra sân cho cầu thủ sinh năm 2003 này và anh có thể sẽ được xếp nhô cao ở hàng tiền vệ, một vị trí lửng giữa số 8 và số 10 để tận dụng khả năng xâm nhập vòng cấm cực kỳ tốt của mình. Tiền đạo cánh trái Phil Foden. Mùa giải này vẫn là một năm mà cầu thủ của Man City chứng minh cho tất cả anh chính là tương lai của đội bóng này. Trải qua gần 6 năm chinh chiến ở đội 1 của The Citizens, cầu thủ 23 tuổi đang ngày càng cho thấy sự tiến bộ và hoàn thiện ở mọi kỹ năng. Anh có thể chơi ở cả vị trí tiền đạo cánh, tiền vệ công và tiền vệ trung tâm. Số bàn thắng và kiến tạo của tiền vệ người Anh tăng dần và giữ ở mức ổn định qua từng năm.
Đa năng như vậy, Phil Foden cũng đang có cơ hội lớn ở đội tuyển quốc gia bởi sự sa sút của những Raheem Sterling hay Marcus Rashford. Cả hai cầu thủ này có khả năng rất cao sẽ không được triệu tập cho chiến dịch Euro với phong độ hiện tại. Người đồng đội của Foden ở Man City là Jack Grealish vốn cũng chưa từng được Southgate đảm bảo một vị trí trong đội hình xuất phát. Và đó chính là lúc cầu thủ sinh năm 2000 vươn lên, trở thành kép chính ở bên hành lang cánh trái của Tam Sư. Tiền đạo cánh phải Bukayo Saka. Saka vốn là một cầu thủ đa năng khi có thể chơi ở cả hai biên, cùng với đó là cả vị trí tiền đạo, tiền vệ lẫn hậu vệ biên. Tuy nhiên, cầu thủ của Arsenal đang dần đóng đinh mình ở vai trò của một tiền đạo cánh phải. Và đây chính là một trong những quân bài mà Southgate không thể ngó lơ. Anh chính là cái tên có thâm niên lâu bậc nhất ở Emirates và được các cổ động viên Arsenal đặt niềm tin nhiều nhất với 5 mùa giải trưởng thành vượt bậc cùng với sự đa năng, có cả tốc độ và kỹ thuật. Rõ ràng là những Jarrod Bowen hay Cole Palmer đều lép vế khi đặt cạnh một Saka đã trưởng thành nhanh chóng sau khi đá hỏng quả penalty khiến tuyển Anh bại trận ở Euro 2020. Anh đã chứng tỏ được giá trị của mình bằng kỳ World Cup trên đất Qatar. Southgate chắc chắn sẽ không muốn rơi vào cảnh đêm dài lắm mộng vì những quyết định không khôn ngoan của mình. Và thật may cho ông là Saka của hiện tại là một cầu thủ đã toàn diện và bản lĩnh hơn trước rất nhiều. Trung phong Harry Kane. Đóng đinh một vị trí mũi nhọn chắc chắn phải là người đang nắm giữ tấm bằng đội trưởng đội tuyển quốc gia như là Harry Kane. Có thể tiền đạo này không gặp may mắn trong mùa bóng đầu tiên với Bayern Munich, nhưng về phương diện cá nhân thì anh thậm chí còn xuất sắc hơn rất nhiều so với những mùa giải khoác áo Tottenham Hotspur trước đây. Harry Kane một mình một cõi ở cuộc đua chiếc giày vàng Bundesliga, đồng thời vẫn chứng tỏ được phẩm chất của một thủ lĩnh hàng đầu mỗi khi về tập trung cùng với đội tuyển Anh. Góp mặt và trở thành trụ cột hàng công xuyên suốt từ Euro 2016 cho đến nay, tiền đạo sinh năm 1993 hoàn thiện bộ kỹ năng của mình từ cả dứt điểm lẫn không chiến, phối hợp để trở thành một trong những sát thủ toàn diện nhất thế giới bóng đá hiện tại. Những sự lựa chọn khác như là Ollie Watkins hay Ivan Toney sẽ chỉ có cơ hội được thử lửa nếu như Harry Kane gặp vấn đề, bởi ai cũng có thể nhận ra rằng họ không thể có cùng đẳng cấp với một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như là đội trưởng hiện tại của Tam Sư. Anh sẽ là đầu tàu và là ứng cử viên nặng ký so tài với những Mbappe của Pháp, Ronaldo của Bồ Đào Nha hay là Lukaku của Bỉ cho danh hiệu vua phá lưới giải đấu sắp tới. Chúng ta vẫn phải thừa nhận một thực tế rằng đối với đội tuyển Anh từ xưa đến nay thì nhân sự chưa bao giờ là một vấn đề quá lớn, bởi nhân tài của bóng đá xứ sương mù vốn cực kỳ nhiều và được đào tạo cực kỳ bài bản, đủ sức để thi đấu cho bất kỳ một câu lạc bộ lớn nào trên thế giới. Thế nhưng, đội tuyển Anh vẫn luôn nhận những thất bại tại các giải đấu lớn trong suốt những năm qua, cho dù đã nhiều lúc tưởng như chạm tay đến ngưỡng cửa thiên đường. Điểm yếu lớn nhất của đoàn quân dưới tay của Southgate chính là tâm lý chiến đấu, khi họ vẫn bộc lộ ra là những kẻ yếu bóng vía trong những giờ phút quyết định nhất. Rashford, Sancho, Saka đá hỏng phạt đền, chấm dứt mộng lên đỉnh châu Âu, rồi sau đó đến cả một chuyên gia 11m như là Harry Kane cũng đã không thể chiến thắng được áp lực khi phải đối đầu với đội tuyển Pháp ở World Cup. Bản lĩnh trận mạc là điều cần thiết phải chui rèn cho những chú sư tử mỗi khi họ bước ra đấu trường lớn. Và sau 6 năm trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia, đã đến lúc để Gareth Southgate cùng với các học trò rũ bỏ đi hình ảnh của một tam sư non yếu tâm lý bằng cách giành lấy chiếc cúp bạc lần đầu tiên trong lịch sử. Thứ mà đáng ra họ đã phải có từ cách đây rất 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 lâu rồi.